giả danh thanh tra y tế. Tôi là Phan Thanh Hải, thanh tra của Sở Y tế. Giả danh giám đốc Sở Y tế. Tôi là Bùi Xuân Thuận, là giám đốc của Sở Y tế. Thậm chí là nhân danh nhà chùa để bán thuốc. Khi mà sử dụng thuốc của nhà chùa thì trong quá trình sử dụng nên kiêng thịt chó, cà phê, thuốc lá, rượu bia. Đây là những cuộc điện thoại tự xưng mà các đối tượng lừa đảo bán thực phẩm chức năng đông y sằng bẫy các con mồi. Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội tiếp nhận trình báo của một nạn nhân tố giác về việc bị đối tượng lừa đảo với hình thức gọi điện mời mua thuốc đông y, tham gia chương trình hỗ trợ kinh phí, khám sức khỏe miễn phí. Với tình trạng đau xương khớp của tuổi già và những lời quảng cáo có cánh, nạn nhân đã chuyển cho đối tượng gần 1,2 tỷ đồng. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, thì số điện thoại mời chào này đã tắt máy. Nó bảo là em là Phan Thanh Hải, tức là thanh tra cả đất nước. Sau đó thì nó nói là chị là một trong những cái người mà mua nhiều thuốc nhất, hiện nay vẫn chưa khỏi. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã khẩn trương vào cuộc, tổ chức điều tra và xác minh được nhóm đối tượng lừa đảo. Cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ một nhóm gồm 10 đối tượng tại một căn hộ thuê trọ và khởi tố 10 đối tượng này để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1999 ở Yên Nhân, Ý Yên, tỉnh Nam Định, là chủ mưu cầm đầu. Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận đã thuê nhóm nhân viên tham gia đường dây lừa đảo. Trong đó, Nguyễn Văn Quang, sinh năm 2004 ở Nam Định, được giao quản lý tài khoản ngân hàng mang tên Quang để nhận tiền lừa đảo. Để chuẩn bị cho kế hoạch lừa đảo, đối tượng Tâm đã mua các loại thực phẩm chức năng có hỗ trợ về xương khớp và mất ngủ với giá là 25.000 đồng một hộp và mua các loại điện thoại giá rẻ cùng nhiều sim rác điện thoại không chính chủ, giao cho các nhân viên làm phương tiện liên lạc, gọi điện mời chào khách hàng. Tiền bạc nó là khói là xương, nay còn mà hết thì vẫn vương làm gì. Mình nói khách vậy xong là mình nói chuyện một thật sự là cái liệu trình tốt thì tôi kiểu là nói chuyện tôi mới muốn đẻ cho chị ấy, kiểu như vậy tôi bán cho chị chứ nó không khỏi thì tôi thứ nhất tôi bán cho chị, thứ nhất là một ngày thì tôi thu ở viện đấy thu hàng trăm hàng nghìn tỷ đồng của các bệnh nhân khác chứ không vì một vài triệu đồng của anh chị làm đánh đổi cái uy tín cái danh tiếng của viện chúng tôi được, nên người ta thấy vậy là người ta cũng tin. Để có được thông tin y tế và số điện thoại của các bệnh nhân mắc bệnh xương khớp mất ngủ gồm tên, tuổi, địa chỉ, loại thuốc xương khớp, mất ngủ đã mua, số tiền khách đã bỏ ra để mua thuốc. Bọn chúng đã mua của một tài khoản trên mạng xã hội với giá là 1.000 đồng cho một số tài khoản. Để câu được nhiều khách, Nguyễn Văn Tâm đã chạy quảng cáo các loại sản phẩm thuốc đông y trên mạng xã hội và giao cho mỗi nhân viên từ 50 đến 100 thông tin y tế và số điện thoại của các bệnh nhân xương khớp, mất ngủ để gọi điện thoại mời chào. Đa số, những khách hàng này đều là những người già, mắc bệnh mãn tính xương khớp, mất ngủ lâu năm. Alo, chị Lê Thị Dịch nhá. Vâng, chào chị nhá. Tôi là Phan Thanh Hải, thanh tra của Sở Y tế, bên bộ phận pháp chế và xử lý hồ sơ của mình về khoa khớp đây. Muốn kê cho mình cái liệu trình nâng cao cũng như đặc trị để chấm dứt cái tình trạng sau này tái phát sinh lại cái bệnh của mình. Trên đấy là đóng dấu đỏ của bác giám đốc bệnh viện Bùi Thuận. Cũng như là bên pháp chế pháp lý là bác Hồ Đức Nghĩa. Alo chị Dịch kìa. Tôi chào chị nhé. Tôi là Bùi Xuân Thuận, là giám đốc của Sở Y tế. Đấy thì hôm nay trực tiếp tôi được tiếp nhận cái hồ sơ bệnh án của mình từ bên phía chú Hải. Thì là cũng nói qua với chị một chút là cũng vừa nghe một tin buồn là chú Hải chú đi đường là đấy mới gặp tai nạn là mới mất chiều hôm nay. Đấy thì bây giờ hiện tại cái hồ sơ của mình đấy thì đang được tôi trực tiếp là hỗ trợ. Lượng data là đều là do ông chủ là mua lại người ta, thì là những cái data đấy là cũng sẽ bán cho đơn bên khác nữa, là đơn khác cũng gọi trước rồi, nên là những ai không nghe máy hay là không nào không gọi lại nữa. Thủ đoạn của nhóm này là giả danh bác sĩ, thanh tra y tế, đánh vào tâm lý sợ đau ốm, yếu mệt của người già để mời chào chương trình. Những người uống thuốc đông y lâu năm sẽ được nhà nước chi trả 80% số tiền mua thuốc và được tặng một thẻ khám chữa bệnh miễn phí của các bệnh viện trung ương. Chương trình này do bọn chúng nghĩ ra. Sau khi bị hại đồng ý tham gia, bưu phẩm gồm thuốc chữa bệnh xương khớp, thẻ bảo hành giả ghi tên khách hàng bên trên có đóng dấu gửi cho bị hại thông qua dịch vụ thu tiền hộ.
của một công ty dịch vụ bưu điện chuyển phát hàng hóa. Thì đối tượng dùng cái thủ đoạn như là sẽ được thăm khám định kỳ và dồn sổ là nhận tiền mỗi tháng là được 2 triệu đến 2 triệu rưỡi một tháng. Và nếu muốn nhận một năm thì nhận với số tiền lớn là hơn 200 triệu. Thì bị hại thì sẽ phải đóng phí để dồn sổ, là kinh phí để cho các nhóm đối tượng này làm hồ sơ. Để khích lệ tinh thần các nhân viên của mình, Nguyễn Văn Tâm thống nhất nếu lừa đảo được khách số tiền dưới 100 triệu đồng thì nhân viên sẽ được chia 20% số tiền lừa đảo. Nếu lừa đảo được trên 100 triệu đồng thì nhân viên sẽ được hưởng 30%. Bước đầu, cơ quan công an xác định với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng lừa đảo do Nguyễn Văn Tâm cầm đầu đã lừa được 5 bị hại, chiếm đoạt trên 1,3 tỷ đồng của các nạn nhân. Nhất là những người cao tuổi, những người mắc bệnh, lấy khi thăm khám thì lên đến trực tiếp các cơ sở khám chữa bệnh để thăm khám và mua thuốc có giấy tờ hóa đơn xuất xứ. Và khi mà nhận biết là có dấu hiệu lừa đảo thì cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xác minh, để xử lý. Và bên cạnh đó, đối với các cơ sở y tế là cũng cần phải phối hợp chặt chẽ hơn với cả cơ quan công an để xử lý nghiêm các đối tượng lừa đảo liên quan đến các hình thức mà mua bán thuốc đông y, thuốc thực phẩm chức năng. Tình trạng mạo danh nhân viên y tế, thanh tra sở y tế gọi điện thoại bán thuốc, tư vấn sức khỏe cho người dân với những nội dung như trên không chỉ xảy ra ở thành phố Hà Nội mà còn diễn ra ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Bà con cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không tin các đối tượng tự xưng là nhân viên y tế, bán thuốc, thực phẩm chức năng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Có thể gây ra những rủi ro đáng tiếc và thiệt hại về sức khỏe lẫn kinh tế cho người sử dụng. Khi gặp bất cứ trường hợp nào có dấu hiệu lừa đảo, cần liên hệ với bệnh viện để xác minh thông tin theo hình thức phản ánh trực tiếp tại phòng tiếp công dân hoặc báo với cơ quan công an nơi gần nhất.